Cả nhà thấy chưa? Ủa, ông nằm ngay đó nghe không mệt nha cả nhà. Để mình review sát với cả nhà xem. Ồ, tốt mệt nằm ngay đó cả nhà. Nằm ngay đó luôn đúng không? Ngay cái lùm đó nghe. Để mình kiếm đường nào quay cho cả nhà xem. Nhìn thấy không? Ngay con tay mình cái nhà. Tay này cao quá. Quay kỹ cho cả nhà xem. Đây thì tối hơn nữa. Không có nhà thấy chưa? Ồ, ổn cái nhà. Cái nét ở rằng bạn coi. Nhà thấy chưa? Ồ, cái nhà. Ồ, tổ ong đóng cây bự cả nhà. Đóng giữa rừng đóng ngay cây bự này. Rồi, để mình xem xét coi sao nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị đồ nghề mình đi nha cả nhà ơi. Bẫy nè, bẫy mình để nè, ba lô nè, để ba lô mình coi, mình chọn coi ba lô mình đi cái gì nha, mình đi đừng mình xách cái gì để gì đi nha cả nhà. Rửa, một cái rửa, review hết nha cả nhà. Nó đi rừng là mình phải đem thêm một cây, này là cây quan trọng nhất nha, cây này là cây rửa để mình phát dây đồ, một cái rửa, một chai nước đầy nha, chứ đi giữa rừng không có nước là chết nha cả nhà. Nó cả nhà đi rừng thì nhớ đem theo đủ đầy đủ đồ nghề. Nhà thấy chưa, nó mình đem theo này bảy, nó bảy mà chắc mình phải theo soạn đem theo từng món nữa nha cả nhà. Món này cả nhà mình mới làm nha cả nhà, nó cái dây mình mới mua, cái dây này mình mua nha, còn cái nạng này là nạng ở nhà nha, nạng cũ nhà nha, cái dây mình mua nè. Đó, chuẩn bị đồ nghề đi rừng nha cả nhà. Rồi cả nhà hãy theo chân mình đi đi rừng một chuyến coi có gì mình quay nấy cho cả nhà xem nha, chứ đi xem xét thử tình hình coi có kiếm tiến triển gì không. Mình xuống bẫy nha cả nhà, nè con sóc của mình, sóc mình nè, cho ăn củ mì cả nhà, à củ mì nè, ăn hết bệ củ mì rồi, giờ này ở đồ uống sữa nữa cả nhà, sữa ông chủ còn không có sữa uống nữa mà cho mày uống, nói chứ mình cũng cho nó uống hàng ngày rồi, nó quen rồi cả nhà, giờ nó lợi cái đồi đồi đây anh nữa cũng đồi uống sữa đó. Đó, cả nhà thấy không, giờ này đội uống sữa nha. Rồi bây giờ mình tập trung vào chuẩn bị đi nha cả nhà, cột cột túi cái túi lợi rồi mình xuất phát cả nhà ơi. Rồi mình coi mình còn thiếu món gì nữa, thiếu món gì nữa là mình xách đi luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà hãy theo chân mình đi đi vào rừng coi có theo những cái dấu vết gì, coi có gì không. Đó, nếu có cái gì thì mình quay mình đăng cho cả nhà xem nha.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều, cả nhà luôn theo chân mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi, để mình ngưng tay cái mình soạn đồ nghề xong rồi tiếp cho cả nhà xem nha. Xong soạn xong đồ nghề rồi, bây giờ mình xuất phát cả nhà ơi. Quải túi ba lô. Ba lô ly nha cả nhà. Đó, bây giờ mình xuất phát mình đi ra thôi. Đi cả nhà ơi, cả nhà hãy theo chân mình đi đi đặt bẫy nha. À, đây là chiếc xe huyền thoại của mình nữa. Chiếc xe này là theo mình nay gần cả mười mấy năm rồi cả nhà, theo mình đi rừng suốt luôn nha. Đó, cả nhà hãy theo chân mình hôm nay đi. Đó, đi theo mình phải lấy đầy đủ đồ nghề vậy nha cả nhà. Đó, cả nhà nhớ nhớ xem có thấy hay thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của mình nha. Rồi, để tới tới rừng mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Hi, Săn Bắt Linh Dinh xin kính chào mọi người nha. Đó, giờ mình chuẩn bị đồ nghề, giờ mình ngồi cũng giữa rừng rồi cả nhà. Đó. Rồi, chúc cả nhà năm nay xuống 7 trúng lớn nha. Cả nhà hãy theo chân mình, hôm nay mình cũng đi rừng. Đi theo thôi, có gì mình quay nấy nghe cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Giờ này là mình ngồi giữa rừng cả nhà. Hôm nay mình đi theo mình chuẩn bị đồ nghề tùm lum hết. Đó, cả nhà thấy chưa? Chuẩn bị đồ nghề. Súng đạn đồ lên đầy đủ cả nhà. Rồi, cả nhà hãy theo chân mình hôm nay đi tham quan khu rừng ở Tây Ninh nha. Tại giờ mình cũng không nói ra lộ cái khu rừng của mình nha cả nhà. Giáp trồng của Săn Bắt Tây Ninh là rừng. Rồi, tới điểm rồi, hôm nay đi giái cho có gì rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Rồi, cả nhà hãy theo chân mình nha. Cả nhà thấy chưa? Ô, ông nằm ngay đó nghe, không mặt nha cả nhà. Để mình review sát với cả nhà xem. Ô, tốn mặt nằm ngay đó cả nhà. Ô, nằm ngay đó luôn, nằm ngay cái lùm đó nha. Để mình kiếm đường nào mình quay cho cả nhà xem. Nhìn thấy không? Ngang tay mình cái nhà. Tay này cao quá. Quay kỹ cho cả nhà xem. Đây thì tối hơn. Không có nhà thấy chưa? Ồ, ổ không cái nhà. Ồ. Ồ, cái nhà. Cái nhép ở rằm bằng coi. Nhà thấy chưa? Ồ, 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 cái nhà. Ồ, tổ ong á. Đống cây bự rồi cả nhà. Đống giữa rừng, đống ngay cây bự này. Rồi, để mình xem xét coi sao cả nhà. Hành trình trong rừng mệt quá cả nhà. Oh, giờ mình ra được bề rồi tới bìa xe ra tới bìa rừng rồi cả nhà. Khóa xe cẩn thận cả nhà. Đó, bây giờ mình ra mình về thôi cả nhà. Đó, cái tình hình tổ ong là mới đóng cả nhà. Để vài ngày nữa mình vô cái mình xem lại coi sao
rồi mình ấy mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đó, giờ đi tiếp tục đi hướng khác.